Mỹ nhân Việt nôn lấy chồng lắm rồi. Lan Ngọc đặt gạch 29 chị đẹp đi bưng quả. Lý Nhã Kỳ chốt luôn ngày dù chưa biết cưới ai. Cả dàn hoa hậu tuổi mới ngoài 20 nhưng đám cưới nào cũng nhiệt tình xin vía. Mỹ Tâm dùng cách không ai nghĩ tới cũng chẳng ai dám thử. Các mỹ nhân trong showbiz thường đặt sự nghiệp lên trên chuyện tình cảm nên kết hôn cũng muộn hơn người thường. Cũng có những người họ đã đi lên nấc thang quá cao nên khó tìm được người xứng tầm với mình, chứ thật ra họ cũng muốn lấy chồng chứ không đùa đâu. Ninh Dương Lan Ngọc. Lan Ngọc vừa khiến Từ Diệu Nhi tới khán giả đặt nghi vấn phải chăng sắp cưới khi đột nhiên mời cưới trên show truyền hình. Lan Ngọc đã thẳng thắn nhắn nhủ 29 chị đẹp tới bưng quả ngày mình lấy chồng, sau đó đã được phổ biến kiến thức là ai đã kết hôn thì không bưng quả được. Đáp lại nghi ngờ phải chăng sắp có tin vui thì Lan Ngọc đã tiết lộ ngay rằng mình rất muốn có một đám cưới nên cứ mời trước cho chắc, chứ cưới lúc nào thì cô nàng chưa biết. Lý Nhã Kỳ. Lý Nhã Kỳ thì lại là một phú bà rất muốn yêu, rất muốn lấy chồng nhưng tìm mãi chưa thấy bến đỗ. Khi dự đám cưới Phương Lan, Lý Nhã Kỳ đã may mắn bắt được hoa cưới và cực kỳ phấn khích vì đã xin được vía đàn em để sớm lấy chồng. Bản thân Lý Nhã Kỳ từng rất thường thả thính trên mạng nhưng hễ có người tiếp xúc, tặng hoa tặng quà là cô lại ngại và lùi về. Chị đẹp này tiết lộ, mình rất truyền thống nên không lấy thì thôi, còn đã lấy là quyết không chia tay, vì vậy phải chọn thật kỹ. Trong tiệc cuối năm 2023, Lý Nhã Kỳ cũng chốt hạ luôn ngày 24 tháng 4 năm 2024 cô sẽ làm tiệc, không tiệc cưới thì sẽ là tiệc độc thân vì đó là ngày đẹp. Cô đặt cọc trước, cùng chờ xem đại gia Kim Cương sẽ mang bất ngờ nào tới vào ngày đó nhé. Mỹ Tâm. Mỹ Tâm thì luôn tươi trẻ, thoải mái với chuyện hôn nhân đại sự, giờ đã ngoài 40 cũng chẳng lo lắng gì. Ấy vậy mà tại show ca nhạc ở Hạ Long hồi đầu tháng 12 năm rồi, Mỹ Tâm bất ngờ xuất hiện trên sân khấu với chiếc váy trắng. Sau đó cô tâm sự chỉ cần thêm cái khăn voan cô dâu thì sẽ mời luôn chú rể lên sân khấu đứng. Chị đẹp hài hước chia sẻ, ai muốn làm chú rể thì cứ lên sân khấu đứng cùng mình vì ba mẹ cô nàng cũng mong lắm rồi. Đây là lần hiếm hoi mà họa mi tóc nâu nhắc tới chuyện lấy chồng thoải mái như vậy, khiến dân tình cũng gật gù xem ra Mỹ Tâm cuối cùng cũng muốn thành ra. Dàn hoa hậu Việt. Dàn các chị đẹp ngoài 30, ngoài 40 thì nôn cũng phải thôi, nhưng mà có không ít nàng hậu Vbiz tuổi mới qua 20 chứ mấy, vậy mà cũng háo hức kết hôn lắm nha. Khánh Vân trong một tiệc cưới cuối năm 2023 đã tiết lộ, mình đi đám cưới nào cũng xin vía lấy chồng cả nhưng không biết bao giờ mới được. Cô nàng cũng quyết tâm lên bắt hoa cưới chứ không chịu ngồi yên. Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng vừa thể hiện quyết tâm xin vía khi đi đám cưới bạn thân những ngày cuối cùng của năm 2023 để mau lấy chồng và cô bạn cũng tích cực nhả vía để chúc Hà sẽ là người tiếp theo nối bước. Sự xinh đẹp, duyên dáng của Đỗ Thị Hà khiến dân tình mê đắm, liên tục giục cô mau lấy chồng dù hồi tháng 10 Đỗ Thị Hà đã phủ nhận tin đồn sắp kết hôn. Ngọc Châu đã kết thúc nhiệm vụ 2 năm làm hoa hậu Hoàn Vũ và mục tiêu của cô nàng rất rõ ràng, cô muốn hẹn hò đấy nha. Ngọc Châu từng chia sẻ sẽ yêu đương bí mật trong vòng 5 tháng, nếu êm xuôi thì sẽ công khai và đặt ra mục tiêu sẽ có bạn trai trong năm 2024 này, quyết tâm yêu đương cao ngùn ngụt luôn. Một cô Châu khác là chế Nguyễn Quỳnh Châu tuy âm thầm nhưng cũng nôn lấy chồng chẳng kém ai. Thể hiện rõ nét nhất là ở đám cưới Diễm Mi 9X, Quỳnh Châu đứng ngay hàng đầu những người đẹp chờ chụp hoa cưới, còn liên tục gào to, ra tín hiệu với cô dâu để bó hoa được ném về phía mình. Trình xin vía của Quỳnh Châu phải gọi là dẫn đầu dàn hậu rồi đấy.